thôn Phước Tấn, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, với phần đông bà con là các lao động từ khắp các tỉnh thành về đây lập nghiệp, tìm kế sinh nhai. Vậy nên nhà cửa đơn sơ, các gia đình vất vả mưu sinh, nhiều gia đình còn ở nhà thuê, nhà mướn, chạy gạo từng ngày. Nhưng không vì vậy mà bớt đi tình làng nghĩa xóm. Tuy nhiên do thu nhập bấp bênh không ổn định, cuộc sống cứ thiếu trước hụt sau. Một vài trường hợp khi gặp tai ương, ốm đau, bệnh tật. Nhưng chỉ lo cái ăn, cái mặc đã chất giả, họ không có điều kiện đến bệnh viện điều trị bệnh, nên âm thầm chịu đớn đau. Và câu chuyện của chị Võ Thị Hà là một ví dụ. Em chào chị ơi, chị cho em hỏi là bây giờ cái tình trạng sức khỏe của mình á, nó có đỡ không, nó ổn không chị? Chị đang yếu lắm, trước chị lấy 200 vé, giờ chị lấy 100 vé mà chị đi không nổi. Đó là trước giờ mình vẫn đi bán vé số. Chị bán mười mấy năm rồi, từ ngày phát bệnh là cũng mấy năm rồi, nhưng mà nó nặng, nó phát này ra thì khoảng 4 tháng rồi đó. Rồi chị nằm ở nhà 2 tháng, chị không có đi bán. Chị mới bán này lần này thôi, chị lấy 100 vé đi bán, bán buổi tối á. Rồi sáng chị đi không có nổi. Lấy 100 vé, đặng mua thuốc uống. Chị biết mình bị tuyến giáp từ bao giờ? 4 năm à. Trước nó nhóc miếng vậy thôi. Nhưng mình đi khám sao không? Có đi ông bố. Thời gian chị không có tiền đi nữa, rồi chị mới đi Bà Rịa xong rồi từ ngày cũng hết tiền đi rồi. Chị không thêm thuốc hoài uống nữa. Nói chung là rồi sau này cô bác mới cho cách đây 2 tháng á. Cô bác không cho rồi đi ra trung tâm ông bố 2. Chị đi đâu khoảng tháng rồi, chị cũng không tiền đi nữa, bác sĩ điện hoài luôn, chị không có tiền đi. Cách nay cũng 3 tuần rồi, chị không đi nữa. Tức là đầu tiên phát hiện ra nó có cái biểu hiện như thế nào mà chị đi khám? Nhức nó sưng lên, ban đầu có một cục vậy ở đây à. Đó là nó phồng lên, rồi nó nhức quá, chị cũng liều không có đi. Lo cố gắng đi bán vé số, đừng sống. Nhưng mà nó nhức quá, chị không đi nổi, chị ở nhà không có nhờ cô bác cho tiền giúp bệnh đi lên trung tâm 142 á. Thì bác sĩ họ nói là cụ thể là mình bị sao? Hai bên hết chị đang nổi một hạch ra, nó nhức quá mới lấy tiết chị bên này. Thì tuần sau chị lên á, thì bác sĩ nói là chị bị ung thư nhưng mà không biết giai đoạn mấy. Rồi mới đưa cho chị miếng giấy qua bên nội soi thì chiều rồi thì còn có mấy trăm ngàn, chị vừa đóng xong là hết tiền, chị mới quay về. Và chị không có nội soi được, rồi nằm ở nhà 2 tháng chờ đâu có tiền đâu cưng. Rồi chị mới ráng đi mấy trăm tờ tối đi bán á, kiếm tiền mua thuốc uống. Rồi 2 ngày 2 chị ở nhà, chứ mấy bữa đi chị thở không nổi luôn á. Trước đó thì nó chưa có phù lên á, thì nó bình thường không có gì hết, nhất chạy ra mua thuốc uống thôi. Tự nhiên mấy tháng nay nó phù lên, bắt đầu nó làm cho sức khỏe chị xuống. Em thấy chị nói cũng không có được rõ. Mấy bữa chị nói lớn lắm, thế này chị mệt quá. Mai ở nhà thì Mai có biết chăm sóc mẹ gì không? Có. Mai biết nấu cơm giùm mẹ không? Có. Tức là cái tình trạng sức khỏe của bé thì như thế nào chị? Không, hồi nhỏ thì nó ở bên ngoại, chị đi làm, nó giao ngoại giữ thì nó cũng bô la. Đường ngày nó mấy năm nay tự nhiên nó không chơi ai, bạn bè nghỉ học hết rồi nó không chơi ai. Ở nhà rồi sai gì làm đó vậy thôi. Cũng không có nói chuyện. Hỏi con thì con không? Hỏi thì nó trả lời, rồi sai gì thì nó làm vậy thôi. Nó không chơi ai. Rồi bé cũng không có được đi học luôn hả? Không, nó học lớp 1 rồi đó. Lớp 1 khi mà làm toán gọi khóc không à. Giáo la đó là mẹ con nghĩ. Rồi vậy thôi, buông tay luôn. Hiện nay, mấy mẹ con chị Võ Thị Hà đang ở nhà thuê. Được biết chồng chị rời bỏ gia đình, ra đi khi các con còn rất nhỏ. Bao năm qua, chị đi phụ việc nhà, bán vé số dạo, kiếm tiền lo cho cuộc sống, nuôi các con. Trong 3 người con của chị, đứa con trai lớn đang làm phụ hộ, công việc ngày có ngày không và còn chăm sóc cho bà ngoại già yếu ngoài 80 tuổi. Con gái thứ hai lấy chồng ở xa, hoàn cảnh nghèo khó cũng không giúp đỡ được cho mẹ. Chị Hà chăm lo cho cô con gái út Võ Thị Ngọc Mai bị bệnh tự kỷ từ khi mới lọt lòng mẹ.
tính đến nay chị Hà mang theo căn bệnh u ác tuyến giáp đã hơn 4 năm. Vì không có tiền mà một mình chị chịu đau, bởi chị sợ nói ra các con sẽ thêm phần lo lắng. Những ngày qua căn bệnh tuyến giáp của chị lại trở nặng, khiến mặt chị sưng phù, đau đớn và khó thở. Nếu không đến bệnh viện kịp thời sẽ rất nguy hiểm và ảnh hưởng đến tính mạng. Nhà chị là có cả hết mấy con, mấy người con? Ba đứa, mà hai đứa kia thì nó lớn hết rồi, nó ở với ngoại. Đứa thì có chồng, thằng thì ở với bên ngoại. Thì có hai mẹ con vậy thôi. Chị bán với số sống rồi. Con trai chị ở bên đó thì chắc là em cũng phải đi làm gì đó để phụ ngoại chứ hả? Làm hồ mà mấy tháng nay thất nghiệp thì chị bệnh ở nhà, nó chở đi không á. Rồi chị bệnh chở đi mua thuốc rồi đồ. Còn con gái chị mà có gia đình rồi thì ở xa hay gần chị? Mỹ mình là nó cũng nghèo. Cái thời gian mấy tháng nay mà trở bệnh mà phải đi bệnh viện như vậy á, thì mình xoay sở tiền bạc sao để mình có đủ tiền để mình đi lên trên đó chị? Cô bác người ta cho, cái chị đâu có tiền đâu. Dù thứ tuần cái đi đâu chạy xin đi xin. Rồi mấy tụi nó đi xin với cháu trong xóm nè, đi xin rồi đi. Thứ tuần nghỉ hạn đó, chị mấy tụi nó đi xin. Triệu, 2 triệu rồi chạy lên trển. Rồi về thì nó đâu có tiền nhà đâu, được đâu. Rồi mình khỏe thì được ngày nào thì mình đi bán đúng không? Còn đuối quá nằm chỗ thì tôi khó tính, bây giờ mình đâu biết được. Chị cấm nha, hai tháng mấy luôn á. Rồi có lúc nào mà nó hành mình đau nhất của mình chịu không nổi không chị? Lúc đó rồi chị không dám la cho tụi nhỏ đó thôi em. Nhất lắm, nó đi nhất lắm. Nó hành nhất chị nằm. Chị không nổi, chị khóc không à. Không cho con nghe, để cho nó ngủ không cho nghe. Nó cứ 1 giờ đêm mà nó nhức tới 5 giờ sáng. Con ơi, con gái ơi. Đó là con thương mẹ, con khóc đúng không? Những cái lúc mà mẹ đau quá mà con biết á thì con biết không? Con biết mẹ đau không? Có lúc nó đi sốt quá, kêu nó con lấy nước nóng mà cho mẹ. Vậy là con cũng biết mà. Còn là chỉ kiểu như là thương mẹ thì đi làm việc này việc kia cho mẹ thôi chứ cũng không nói hả? Chắc là mình cũng mong làm sao để mà có được cái điều kiện để mà mình đi khám ở bệnh viện lớn để xem là bác sĩ coi cái điều trình của mình nó chạy chữa như thế nào không? Chị lúc nào chị mong ước cái điều đó? Ôi, chị cũng mơ ước vậy à. Chị muốn đi mà giờ tiền đâu mà đi. Chị có tính có hỏi người ta là khoảng nhiêu tiền dự trù không? Không có nghĩ tới luôn hả? Tại vì mình nghĩ làm gì có số tiền đó mình đi. Mấy chục không được. Dạ. Nhiều lắm, kia nó mấy chục rồi chị không dám nghĩ tới cái đó nữa. Đã nói giờ phải có tiền, chị đi xả chị đi xả chỉ gì đó. Rồi có mơ ước gì cho con gái nhỏ của mình không? Giờ những cái mơ ước làm sao là cho nó lành lẹ sao nó thông minh cho giờ sao nó chậm chạp quá nó rủ trong nhà không à. Giờ làm bằng cách nào đây giờ không biết làm sao mà lo cho nó được đó. Hỗ trợ cho chị Võ Thị Hà ở tổ 2 thôn Phước Tấn, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin trân trọng cảm ơn các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp và hội nhóm từ thiện. BNI Unity Chapter Bà Rịa Vũng Tàu 5 triệu đồng, nhóm cội nguồn huyện Long Điền 2.500.000 đồng, các mạnh thường quân do Mini Nga vận động 1.500.000 đồng, cô Bùi Huyền Nga trường mầm non Sơn Ca thành phố Bà Rịa 300.000 đồng, anh Nguyễn Quốc Bảo thành phố Hồ Chí Minh 1.000.000 đồng, bé Thiên Kim trường mầm non Sơn Ca thành phố Bà Rịa 500.000 đồng, nhóm Tiến Đạt thị xã Phú Mỹ 500.000 đồng, nhóm từ thiện tự nguyện thành phố Bà Rịa 2.000.000 đồng, hội từ thiện vì tấm lòng thành phố Vũng Tàu 2.300.000 đồng, mạnh thường quân không ghi tên 500.000 đồng, anh Nguyễn Hoàng Vũ 200.000 đồng, nhóm biểu bạn của Hành Sơn xã Long Sơn thành phố Vũng Tàu 2.000.000 đồng và 30 kg gạo, nhóm anh em cấp cứu xã Tân Hòa thị xã Phú Mỹ 2.700.000 đồng, chị Lệ An Nhiên thành phố Bà Rịa 1.000.000 đồng, chị Thoại Dung Gò Công tỉnh Tiền Giang 500.000 đồng.
chị Trần Minh Trang, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, 500.000 đồng. Cô Lê Thị Hảo, huyện Châu Đức, 200.000 đồng. Chị Phương Ghi, thành phố Bà Rịa, 200.000 đồng. Chị Mai Thiết, thành phố Bà Rịa, 200.000 đồng. Chị Thanh Nhã, thành phố Hồ Chí Minh, 300.000 đồng. Thưa quý vị, hôm nay chương trình Kết nối yêu thương của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng với đại diện chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đến tổ 2 thôn Phước Tấn, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ để thăm và chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn cũng như là tình trạng bệnh tật của chị Võ Thị Hà. Cùng tham gia với chương trình hôm nay thì xin được giới thiệu đại diện chính quyền địa phương có ông Nguyễn Thanh Hà là cán bộ giảm nghèo của xã Tân Hòa. Các hội nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm xin được giới thiệu các anh chị đại diện cho BNI Chapter Unity Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Đại diện của nhóm anh em hỗ trợ cấp cứu xã Tân Hòa. Xin giới thiệu đại diện cho nhóm Miễu Bà Ngũ Hành Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Đại diện nhóm Cội Nguồn ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Bây giờ các hội nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm sẽ trao phần hỗ trợ đến để cho chị Hà có thêm kinh phí để chăm sóc sức khỏe chị Hà nha. Bây giờ mời chị Hà đón nhận. Chào chị Hà, hôm nay thì em xin được đại diện cho cộng đồng của Unity Chapter, hội doanh nghiệp đến đây để góp thêm một cái phần kinh phí cho chị Hà có thể là giúp mình có thể điều trị bệnh tật, và mong rằng là rất là nhiều nhà hảo tâm có thể chung tay để giúp cho gia đình mình thêm kinh phí và vượt qua cái giai đoạn này. Chúc chị sớm khỏe lại ạ. Tiếp theo sẽ là phần hỗ trợ của anh em hỗ trợ cấp cứu xã Tân Hòa. Xin mời anh Cường. Thì mấy anh em cũng đã cố gắng và cũng chia sẻ cùng với chị Hà món quà nhỏ nhỏ. Chúc chị luôn luôn lúc nào cũng phấn chấn. Phía sau chúng ta còn rất là nhiều những cái tấm lòng chị gửi cho chị Hà. Chị cảm ơn em. Tiếp theo sẽ là phần hỗ trợ của nhóm Hiểu Bà Ngũ Hành Long Sơn. Em đại diện cho nhóm Hiểu Bà trước là đến đây để thăm hỏi sức khỏe chị, sau nó gửi trước là một bao gạo, sau cũng có một kinh phí để cho chị có điều kiện để chữa bệnh. Cảm ơn. Dạ. Tiếp theo sẽ là phần hỗ trợ của nhóm Cội Nguồn ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Em đại diện cho nhóm Cội Nguồn gửi tới chị một chút kinh phí nhỏ để chị vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này. Cảm ơn. Đây là phần quà của Mạnh Thường Quân do Mini Nga tài trợ. Còn đây là các phần hỗ trợ của các hội nhóm thiện nguyện cũng như là các nhà hảo tâm thông qua chương trình Kết nối yêu thương thì nhờ chương trình gửi đến chị. Thông qua chương trình thì em xin gửi đến chị cái phần hỗ trợ của các khán giả truyền hình cũng như các nhóm thiện nguyện. Và hôm nay thì mình cũng cảm nhận được tình cảm của mọi người cũng như là cái sự động viên của mọi người gửi cho mình rồi. Em cũng thấy là chị rất là xúc động đúng không ạ? Dạ. Yeah. Chị rất mừng lắm mà chị nói không được. Cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, các anh em. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Và thưa quý vị, tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay thì đại diện chính quyền địa phương có ông Nguyễn Thanh Hà là cán bộ giảm nghèo của xã Tân Hòa. Và sau đây thì ông Nguyễn Thanh Hà cũng sẽ có những lời chia sẻ động viên gửi đến chị Hà cũng như là gửi lời cảm ơn đến quý mạnh thường quân đã tham gia chương trình và hỗ trợ cho hoàn cảnh của chị. Xin mời ông. Xin chân thành cảm ơn thứ nhất đến đài truyền hình, thứ hai đến tất cả các hội thiện nguyện đã đến cùng chia sẻ cùng địa phương cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là những bệnh nan y như chị Võ Thị Hà. Thì đại diện chính quyền địa phương xin chân thành cảm ơn. Cũng rất là mong mà thời gian sắp tới thì ở phía địa phương cũng sẽ đồng hành tiếp tục cùng với lại mấy mẹ con chị Hà để vượt qua khó khăn nha. Dạ. Thưa quý vị, trước hoàn cảnh khó khăn cũng như là tình trạng sức khỏe của chị Hà, chắc chắn rằng chị còn cần rất nhiều sự đồng hành hỗ trợ của các tấm lòng hảo tâm. Chính vì vậy chúng tôi rất mong quý vị tiếp tục dang rộng vòng tay nhân ái và chia sẻ hỗ trợ cho hoàn cảnh của mấy mẹ con chị Hà. Mọi sự giúp đỡ xin quý vị gửi về địa chỉ gia đình chị Võ Thị Hà ở tổ 2 thôn Phước Tấn, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hoặc quý vị cũng có thể thông qua chương trình Kết nối yêu thương của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ở số 564 đường Cách mạng tháng 8, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại 0907 831 502. Thưa quý vị, chương trình Kết nối yêu thương của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện được phát sóng vào lúc 16h45 phút thứ Tư và phát lại vào lúc 9h40 phút thứ Năm hàng tuần. Mời quý vị đón theo dõi và chia sẻ cùng với các nhân vật của chương trình.
Chương trình của chúng ta hôm nay đến đây xin được khép lại. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.